Xin kính chào quý cô chính chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 1 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em vẫn có những cái dòng hàng lan thuần những cái hàng đang nụ rất là tuyệt vời luôn để cô chú anh chị có thể được thưởng thức những bông hoa tết hay là hoa xuân một cách trọn vẹn nhất ạ và những cái mặt hàng kg rất là đẹp với cái giá của những cái phiên bán hàng cuối năm cực kỳ là rẻ luôn cô chú anh chị nhé và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35 000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5 000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan dược nhà em đang có nhé. Thì cũng vài hôm nữa thôi là cô chú anh chị đã được nghỉ Tết rồi ạ. Thì cô chú anh chị có thể uh, tranh thủ sưu tầm cho mình những cái cây lan đẹp uh, để mà ghép vào cái thời điểm là nghỉ cuối năm và cái thời uh, thời điểm nghỉ Tết ạ. À, mà bây giờ cái mặt hàng lan thì đang rất là rẻ với những phiên bán hàng cuối năm này. Thì em xin phép được uh, giới thiệu từng chi tiết từng mặt hàng luôn cô chú anh chị nhé. Đầu tiên sẽ là dòng long tu đá hoa tím ạ. À. Long tu đá hoa tím thì uh, bình thường giá là rưỡi à 160, 170 đúng không ạ? Thì hôm nay với giá là 150.000đ cho 1 kg và em nghĩ rằng sau tết sẽ không bao giờ có cái giá đấy đâu cô chú anh chị ạ sau tết thì đang là cũng là cái mùa ghép rất là đẹp bây giờ cũng vậy nhưng mà cái giá chắc chắn là sẽ lên đó nên là nếu như cô chú anh chị đang có thời gian dành trong những ngày nghỉ tết có thể siêu tầm những cái cây long tô đá hoa tím này và sang bên này đây sẽ là dòng sơn thủy tiên này với những cái giả hành căng mướt và rất là đẹp như vậy với một số cây thì hiện tại đang bắt đầu là những cái nụ rồi ạ sưng mất nụ như vậy cô chú anh chị nhé vái dòng sơn thủy tiên này Em xin phép được bán với giá 170.000 cho 1 kg. Mà sang bên này đây sẽ là dòng địa lan mạc xuân hay còn gọi là mạc quân tử. Một cái dòng lan mà hoa thì với những cánh hoa cong bay và hương rất là thơm sẽ nở vào Tết hoặc là đầu xuân. Nè hiện tại là lác đác đang vài có vài thân nhú nụ nhá. Cái hàng này thì cực kỳ là dễ thuần dễ chăm luôn, cô chú anh chị có thể trồng đất được nhá. Đấy, còn gọi là lan đất, cái này thì cô chú anh chị trồng đất thoải mái. Trồng như cây cỏ luôn nhưng mà khi mà khi mà sổ hoa ấy, những bông hoa rất là thơm mà à, đẹp rất là đẹp cái vẻ đẹp thanh khiết rất là tuyệt vời luôn. Nên là những người mà chơi lan lâu thì em thấy là đa số là người ta đều lựa chọn những cái mạc xuân này để ghép cho sân vườn để được thưởng thức những bông hoa đẹp, cũng nhà thơm của dòng mạc xuân này. Em bán với giá là 90 000 trong cho một kg. Cô chú anh chị lấy từ 3kg em sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị ạ Sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay à, kim điệp thơm à, Kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm Và dòng kim điệp nhựa này thì bây giờ cô chú anh chị có thể thấy là cây đang cũng đang nhú nụ này đó, cây kim điệp nhựa này đang nhú nụ nhá Thì à, nói chung ý, cái dòng kim điệp nhựa này này Cái độ bền của nó khoảng tầm khoảng tầm 2 cho đến 3 tháng Mà hoa thì cánh hoa dày như là cánh cánh hoa nhựa luôn mà hoa rất là thơm Em nghĩ rằng cũng là một cái dòng lan rất là đáng siêu tầm đấy ạ Em bán với giá là 180.000 cho 1 kg Em sẽ bán từ 0,3 kg luôn nhé Tức là hơn 50.000 thôi cô chú anh chị sở hữu Những cái cây giò kim điệp nhựa kim điệp thơm rất là đẹp rồi Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan trầm vàng Cái dòng lan trầm vàng cũng đang chuẩn bị bước vào cái mùa Mùa mầm mới rất là đẹp cô chú anh chị ạ cái dòng trầm vàng cái dòng hoàng thảo duy nhất mà em thấy rằng là nó sẽ nở hoa ngay từ cái mầm tơ này này Đấy. từ những cái mầm tơ này lên là nó sẽ nở hoa chứ không phải từ những cái thân mà đã rụng lá của chú anh chị nhé và ở đây hiện tại cô chú anh chị nhìn thấy là những cái mầm tơ này mầm gốc này nó khá là ít đúng không ạ tuy nhiên ý, thì cô chú anh chị yên tâm giúp em đó là khi mà cô chú anh chị sở hữu những cây trầm vàng này này về cô chú anh chị tách thân ra cho em nhé tách thân ra cho em thì ngay từ những cái thân già thân già này này thì nó vẫn cứ lên mầm bình thường ạ nó vẫn sẽ lên mầm bình thường bởi vì tất à, nếu mà mình mà không tách ra ấy, thì nó sẽ không lên được mầm nhưng mà khi mà cô chú anh chị tách ra thì tất cả tất cả những cái mầm này à, những cái thân già này nó sẽ có những cái mắt ngủ bên trên và nó sẽ à, kích mầm để đẩy mầm lên cô chú anh chị nhé nên là với những cái rề như vậy cô chú anh chị về tách sẽ được rất là nhiều thân à. rất là nhiều thân để cô chú anh chị có thể uh, ghép và thưởng thức hoa ở mùa xuân này em bán là 180.000 tám mươi cho một kg cái dòng lan trầm vàng này thì bây giờ hiện tại trên thị trường người ta giao xỉ Giao sỉ là 1700 cũng 106, 107 rồi cô chú anh chị ạ Đó, thì hiện tại là uh, em bán 180.000 trong 1kg Em nghĩ rằng sau Tết chắc chắn giá không dưới 250.000 trong 1kg cái dòng trầm vàng này Đó, và sang bên này đây Sang bên này đây ạ Là em có cái dòng lan Đây là dáng hương đuôi sắc này 110.000 trong 1kg thôi nhé Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo kèn tím ạ Hoàng thảo kèn Hiện tại thì cô chú anh chị có thể thấy là có những cái thân nhú nụ siêu đẹp luôn này đang có những cái thân nụ cực kỳ là tuyệt vời và cô chú anh chị cùng ngắm cho em. Ví dụ như đây là một cái thân hoàng thảo kèn này. Thân này thì nó dài khoảng đâu? Khoảng tầm 60 cm nhưng mà khoảng tầm ít nhất là 40. 40 40 cm là đã cho nụ này, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đó. Đây ạ. Đây nhá cô chú anh chị này. Đấy, từ rất là san gốc lên. Nó sẽ bắt đầu là cho nụ cho hoa đó nói dòng hoang lan hoàng thảo kèn nhé sai bông một cách tự nhiên và hàng này là hàng 100% thân tơ đảm bảo cô chú anh chị mỗi một thân kèn sẽ là một cái suối hoa tím lịm tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ tím lịm tuyệt vời luôn đó em sẽ bán từ 0,2 kg 0,2 cô chú anh chị có thể sở hữu ngay những cái thân kèn rất là đẹp rồi hàng này 100% thân tơ mà với giá chỉ có 450 000 cho một kg thôi ạ đó, cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái dây kèn cái dây kèn rất là đẹp Sang bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc thạch ba màu ạ. Dòng lan ngọc thạch ba màu Thời điểm hiện tại là cây cũng đang bắt đầu là nhú nụ của chú anh chị nhá Cái dòng lan ngọc thạch ba màu này Em xin phép được bán với giá Chỉ có 140.000 cho 1kg thôi ạ Em sẽ bán từ 0,5kg Với 0,5kg của chú anh chị sở hữu những cây ngọc thạch rất là đẹp rồi Sau bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng này Nhất điểm hồng cái dòng lan này với những cái bông hoa màu trắng Và hoa rất là to Nói chung là đẹp rất là nổi bật luôn đấy ạ có 120.000 cho 1 kg thôi em cũng sẽ bán từ 0,5 kg nhé và Hải Âu ạ à, em có một cái lô Hải Âu như thế này với giá em bán là 25.000 cho một cái lô Hải Âu này thì cô chú ý chị, gói giò lan Hải Âu rất là đẹp để thưởng thức luôn còn sang bên này đây thì em có đây ạ à, Đây là một cái phần Hải Yến một cái lô Hải Yến như thế này đủ cô chú ý chị làm cái giò Hải Yến rất là xinh đẹp để thưởng thức hoa ở mùa xuân có 30.000 thôi còn nếu như cô chú ý chị mà muốn lấy lượng nhiều hơn ạ Hải Yến nhiều hơn em bán 100 000 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng nhạn tháng 4 này, một cái lô hoàng nhạn tháng 4 này phải hơn chục cây ạ, à. phải hơn chục cây. Đó, tính ra thì mỗi và một lô như vậy em bán có 5 000 nghìn, 50 000 cho một lô này thôi nhá. Tức là tính ra mỗi một cây hoàng nhạn không có đến 5 000 Đó. Và cái dòng lan nhạn tháng 4 này này được coi là chị em song sinh với cái dòng lan hoàng nhạn tháng 8 này ạ. Như ở đầu năm đầu năm ngoái ấy, 1 kg hoàng nhạn Rơi vào khoảng tầm 900.000 Còn thời điểm bây giờ nếu như cô chú anh chị không mua theo lô bên kia Thì em sẽ bán từ 0.1kg Với giá chỉ có 450.000 trong 1kg Em sẽ bán từ 0.5kg nhé 0.5 đảm bảo cô chú anh chị có những cái cây hoàng nhạn rất là đẹp luôn rồi Sẽ được khoảng tầm 8 cây hoàng nhạn trở lên Để cô chú anh chị có thể làm giống cô anh chị ạ, Những cây này thì cái mùa này là cái mùa ghép rất là đảm bảo cây giống luôn nhé Và bên này đây thì em có 3 lô 3 lô bạch ngọc hoa trắng ạ. Lô này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 này với giá là 120 000 Lô số 2 ạ, với giá cũng là 120 000 Và lô số 3 là 160 000 cho lô bạch ngọc hoa trắng này. Và bên này sẽ là một cái lô dáng hương tam bảo sắc. Lô này đủ cô chú anh chị là một trụ đẹp. Giá 60 000 cho một lô nhé cô chú anh chị nhé Bây giờ cô chú anh chị về ghép chắn là một dạo một một thời gian rất là ngắn nữa thôi là cây sẽ bán dễ rất là đẹp luôn còn bên này đây sẽ là những cái cây um, em có ba lô ba lô này là ba lô um, hoàng thảo vôi và dòng vôi ấy thì với cái hương thơm của nó là chỉ đứng sau trầm dòng hoàng thảo thì nó chỉ đứng sau trầm thôi cái dòng hoàng thảo vôi ạ và những cái cây này này Hiện tại đã thấy mắt nụ rất là rõ rồi cô chú anh chị ạ Nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mà nhú nụ ra hoa Thì cực kỳ là đẹp và thơm luôn Cái dòng hoàng thảo vôi này Một lô như vậy em bán là 90 nghìn nhá Đủ cô chú anh chị làm một cái giò rất là to luôn đấy ạ Dạ bên này đây thì em có những cái chậu trầm rồng đỏ Rất là đẹp luôn cô chú anh chị này Cây đang nhú nụ chi chít như này này Cái nụ nếu như nụ quá lớn Thì nhiều khi đóng gói vận chuyển ấy Nó sẽ hỏng nụ còn cái nụ tầm như thế này, cây bắt đầu nụ bắt đầu mới chuẩn bị bung ra khỏi thân như thế này thôi trồi ra khỏi thân như thế này thôi thì đảm bảo cô chú anh chị là sẽ được thưởng thức hoa rất là tuyệt vời đúng không ạ một cái giò như thế này thì sẽ có hai thân nhé cô chú anh chị nhé hai thân ạ à. em sẽ bán nhanh với giá chỉ có 90 000 nghìn cho một chậu thôi cô chú anh chị này 90 000 nghìn cho một cái chậu trầm rồng đỏ có hai thân cô chú anh chị ạ tiếp sang bên này đây sẽ là dòng năm cánh trắng họng hồng cũng đang nụ này nói chung cái dòng năm cánh trắng họng hồng này kể cả những người đã chơi lan lâu năm và những người chơi lan khó tính nhất thì mặt bông năm cánh trắng họng hồng này vẫn là một cái lựa chọn để người ta thưởng thức hoa tết hay là hoa xuân những giò năm cánh trắng họng hồng rơi vào khoảng tầm 3 thân trong một giò thì cái chiều cao của nó cũng khoảng tầm 30 cho đến 40 45 cm đổ lại thôi cô chú anh chị nhá. Thì trong một chậu ấy thì nó cũng sẽ có thân ngắn, thân dài cô chú anh chị ạ. Chứ không phải là đều nhau tăm tắp hết đâu. Thì một cái chậu rơi vào ba thân như vậy em xin phép được bán với giá chỉ có 90 000 cho một chậu năm cánh trắng họng hồng cô chú anh chị ạ. Hoa với những cái cánh trắng tinh tươm và cực kỳ là thơm nhé dòng năm cánh trắng họng hồng này này. Những cái giò này thì ở ờ, vận chuyển đi nữa là em nghĩ rằng là những nơi ấm áp có thể sẽ nở rất là chuẩn Tết luôn ạ. Và bên này thì em có một cái giò sơn thủy tiên duy nhất thôi. Giò sơn thủy tiên duy nhất và cô chú anh chị có thể thấy là cây đang bắt đầu này, nứt nụ này cô chú anh chị thấy là đang chuẩn bị trồi nụ ra nhé, đẹp, với những cái giả hành căng mướt này, một cái thân như thế này, cô chú anh chị thấy là có thể cho ít nhất là hai cái cần hoa luôn ạ, à. rất là đẹp luôn nhé, đây này cô chú anh chị này, chuẩn cây chuẩn bị trồi nụ ra đây này, cái này chắc là nụ, thì cái giò sơn thủy tiên đang bắt đầu là nhú nụ rất là đẹp như thế này ạ à. Em xin phép được bán với giá là 200 000 ạ. À? Không thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân cho bên kia giúp em cũng được nhá. Còn bên này đây thì cô chú anh chị cùng nhìn cho em, đó là dòng địa lan rồng đỏ. Em còn duy nhất một cái chậu địa lan rồng đỏ này thôi và cô chú anh chị cùng em ngắm cái trò giò địa lan rồng đỏ. Đây là giò mà năm ngoái em trồng. À năm ngoái em chơi hoa xong rồi là em để ra ngoài vườn đấy cô chú anh chị. Thì thời điểm năm nay sổ hoa lại. Cô chú anh chị có thể thấy là cánh hoa dày và bông hoa đỏ thắm cực kỳ là đẹp luôn đúng không ạ? Mà hoa nở ở, cái cây rồng đỏ này hoa nó rất là bền, cái độ bền phải tầm trên 2 tháng trở lên. Và ở đây thì em có một cái chậu rồng đỏ này thì có tổng tất cả là 5 cần hoa và cái dòng này thì cô chú anh chị có thể thấy là nó lá biên này. À, sắc hoa đỏ đậm. Môi đỏ rất là đẹp luôn nhé Giò trầm rồng đỏ này này. Và cái giò duy nhất này bình thường em bán là 360 000 nghìn 360.000 cho một cái giò trầm rồng uh, đỏ đúng không ạ? Hàng hôm nay em còn có duy nhất một cái chậu này thôi Cô chú anh chị nào xem được cái clip này thì Em xin phép được bán với giá chỉ có 330.000 330.000 tức là giảm giá cho cô chú anh chị là 30.000 ạ à. Và bên này đây em có một cái giò đen đô xuân này này Đảm bảo cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết Rất là đẹp và thơm luôn Giò này thì đang nở hoa rất là đẹp như thế này Đấy còn giò duy nhất này thôi thoải mái cô chú anh chị thưởng thức hết tháng riêng chưa 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 hoa chưa tàn nhé giò này em bán với giá 140.000 bốn mươi cô chú anh chị nào mà yêu mến thì có thể sưu tầm còn nếu mà không thì em sẽ để chơi mầm gốc đang lên rất là đẹp còn bên này thì em có những cái giò cũng là đen đô xuân mầm gốc lên chi chít luôn cái giò này thì nó sẽ có cũng vừa có cả nụ và vừa có cả ki nhé cô chú anh chị nhé này. mà mỗi một chậu như vậy thì rơi vào ít nhất là bốn thân ạ à. ít nhất là bốn thân nhé với giá em bán là 130.000 ba mươi và bên này đây vẫn là những cái giò lan siêu nụ Những cái giò lan siêu nụ cực kỳ là đẹp luôn Mà rất là rẻ Em đã chia ra theo hình của buổi tối ngày hôm nay Để cô chú anh chị lựa chọn nhé Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này Hình này đây ạ Em gọi đây là cái hình số 1 cô chú anh chị nhé Cái hình này có tổng tất cả là 4, 5 thân cô chú anh chị ạ Có một cái thân thì nụ lớn hơn Giò này thì em nhìn thấy hoa của nó sẽ là giống với cả Ờ... Uh, Chắc là sẽ là oai trắng hoặc là năm cánh trắng họng hồng Nụ chi chít luôn Đó, có những cái thân còn lại thì đang bắt đầu là nhú nụ rất là đẹp luôn cái Giò này em bán luôn với giá chỉ có 100 000 ạ à. 100 000 thôi cô chính chị nhá Là giò số 1 Giò số 2 này Cái giò số 2 này cô chính chị cùng ngắm cho em nhá Cái giò số 2 này cũng là bốn thân Đấy, bốn thân nụ đẹp như thế này Đấy, cô chú anh chị cùng ngắm cho em Giò này em xin phép được bán 120 000 ạ à. 120 000 cho giò số 2 và giò số 3. Giò số 3 cũng là hai thân ạ. Và một thân thì nụ chi chít là nụ, còn một thân thì chưa chuẩn bị nhú nụ thôi. Đấy, cái giò, giò này em xin phép được bán với giá chỉ có 90.000 cô chú chị, anh chị nhé. 90.000 cho cái giò lan này ạ. Đấy, với cái thân hoa này thôi khi mà nở cũng đã rất là xứng đáng rồi. Để mà với giá 90.000 rồi đấy ạ. Cái giò lan đẹp một cái thân hoa giò lan hai thân hoa đẹp như thế này mà giá chỉ có 90.000 Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4 ạ. Hình số 4 này của em có tất cả là 4 thân hoa này. Tổng tất cả là 6 thân nhá, cũng đang bắt đầu là nhú rất là nhiều nụ luôn đấy ạ. Yeah. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 120 000 Tiếp theo sẽ là cái giò số 5. Giò số 5 này sẽ là giò 3 thân hoa này. Đẹp mê ly luôn cô chú anh chị ạ, nụ rất là nhiều luôn nhá. Ba thân đang chi chít là nụ rất là đẹp Em bán cái giò này cũng với giá 120 nghìn thôi Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 Hình số 6 đây ạ Hình số 6 này thì Một thân chi chít là nụ này Như là cái 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 cái, cái Bông lúa luôn cô chú ý chị ạ Nhìn cái dàn nụ của nó Sai chi chít như là bông lúa luôn còn mấy cái thân này thì đang chuẩn bị chưa nhú nụ, đang chuẩn bị nứt nụ thôi. Cái giò này em bán luôn 100 nghìn nhá. 100 nghìn. Và sang hình tiếp theo là cái hình số 7. Hình số 7 này cũng là hai thân. Siêu nụ cô chú anh chị ạ. Hai thân siêu nụ, mỗi thân dài khoảng tầm 1 mét mà chi chít là nụ luôn cô chú anh chị. Cùng ngắm cho em. Thì cái giò này ý, thì có cái thân này rất là to mà nó cũng cũng nhiều nụ nhé cô chú anh chị nhá. Vẫn cho nụ cho hoa bình thường nhưng mà nó bị gập ở bên dưới này này. để cô nhìn thấy cô chú anh chị nhìn giúp em nhé nó vẫn sẽ cho hoa bình thường và vẫn lên mấp mầm gốc bình thường Tuy nhiên thì nó gập ở cái phần gốc này một chút xíu Em bán cái giò 90.000 cô chú chị anh chị ạ Cô chú anh chị mua quá hời cho cái giò này nhá 90.000 Đó Hai cái thân hoa đẹp tuyệt vời Mà không có ảnh hưởng gì đâu cô chú anh chị nhá Chơi hoa chơi hoa đẹp mầm gốc lên bình thường Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 8 Giò này cũng là hai thân cô chú anh chị ạ Một thân cũng dài trên 1 mét mà nụ thì thôi rồi ạ chi chít nụ luôn thì cái giò này em cũng bán với giá cái thân bên trong này thì cũng đang chuẩn bị nứt nụ ra này giò này em cũng bán 90.000 luôn nhá và tiếp sau bên này đây là ký hình số 9 hình số 9 này thì em có hai thân siêu nụ đấy ạ hai thân siêu nụ và thêm hai cái thân này hai cái thân này thì nụ hơi chậm hơn một chút thì cái giò này em xin phép được bán với giá 110.000 sang hình tiếp theo sẽ là hình số Hình số 10 ạ, hình số 10. Cái giò này thì phải nói là bốn thân nụ cực vip luôn. Em xin phép được nói là bốn thân nụ cực vip này, hai thân này. Siêu nụ và hai cái thân bên này cũng đang bắt đầu là chuẩn bị nhú chi chít nụ đây. Đó, thì cái giò này em xin phép được bán với giá là 140 000 cho giò này ạ. Và sang hình tiếp theo là cái hình số 11. Hình số 11 này em cũng có ba thân ạ. Một cái thân này cũng nụ cực kỳ là đỉnh luôn đấy ạ. Còn cái thân bên này thì đang chuẩn bị nhú nụ thôi. Cái giò này em xin phép được bán 100 nghìn luôn ạ à. Hình tiếp theo sẽ là hình số 12 Hình số 12 giò này ba thân Nói chung là uh, cái giò này tất cả những cái thân kể cả nhú nụ rồi hay chưa nhú nụ Cô cô chú anh chị yên tâm giúp em là khi mà sổ nụ sẽ là chi chít nụ luôn nhé Đây, Cái thân này chuẩn bị nhú nụ này cái Thân bên dưới này đã nhú nụ rồi chi chít nụ luôn Cái giò này có tất cả là ba thân thì Cái thân bên này cũng đang chuẩn bị nhú nụ này đó, dạ, cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Rất là đẹp, cái giò này thì em xin phép được bán với giá cũng 110 nghìn Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13 Cái thân này dài hơn 1 mét Váy dàn nụ Giàn nụ phải dài cũng mấy chục sen cô chú anh chị nhé cái thân này này bên trong này thì em có hai cái thân này nó ngắn hơn cũng nhưng mà cũng chi chít nụ này cái giò này em cũng xin phép được bán với giá là 110.000 sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 ạ Số 14 giò này cũng là ba thân ba thân cũng siêu nụ luôn Em xin phép được bán với giá Cái giò này là 120 nghìn ạ à. Là hình số 14 nhé Hình số 15 là một cái giò trầm trắng duy nhất ạ à. cái Giò trầm trắng duy nhất hàng này là um, Đảm bảo bao chuẩn mặt đông nhé của chú chị nhé Cây bây giờ đang xuống hết lá rồi Rất là nhiều thân luôn Cái giò trầm trắng này em xin phép được bán với giá là 120 nghìn 120 nghìn cho giò trầm trắng nhé Của chú chị nhé và bên này đây sẽ là những cái giỏ hồ điệp má đào này cô chú anh chị này Những cây hồ điệp má đào ba cần hoa Em bán với giá là 70 nghìn cho một giỏ hồ điệp má đào đây ạ Còn bên này là một cái chậu hồ điệp à, lá biên lá phát tài Cũng ba cần hoa rất là đẹp Cái lá này thì bị rách một chút xíu nhá 60 nghìn cho chậu này Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng phụ à, nữ hoa anh đào cô chú anh chị ạ Phụ nữ hoa anh đào đang nụ rất là đẹp Cái này thì để cô chú anh chị thưởng thức hoa xuân nhé Đảm bảo nụ đẹp chơi xuân cô chú anh chị Em bán với giá là 130.000 Trong một cái chậu vũ nữ hoa anh đào Đang nụ rất là đẹp này Còn bên này đây sẽ là cái dòng lan tiểu thần tiên Hoa cực kỳ là bền mà nó cho hoa quanh năm nhé Em bán những cái chậu này gọi là bán hàng cây giống thôi Bởi vì bây giờ nó nở hoa rồi ạ Cây khỏe đẹp như vậy Bình thường em bán 160 Thì hôm nay em để giá 120.000 nhé 120.000 thì cô chú anh chị sưu tầm Cái dòng lan tiểu thần tiên này ạ Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái đặc sản Của vùng biển cao bằng quê em vào những cái ngày tết thì ở bên chỗ 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 quê em không thể thiếu cái món lạp sườn cái món lạp sườn này thì tự tay gia đình em làm cô chú anh chị nhé hôn bằng bã của cây mía và cô chú anh chị thấy là vàng và chắc chắn một điều rằng vàng và đảm bảo về cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cô chú anh chị nhé đảm bảo từ cái loại lợn sạch và ngon nhất của vùng quê em ạ bởi vì cái này thì em vừa làm cho gia đình ăn mà vậy vừa làm bán ấy ạ Thế nên là cái hàng này thì bình thường là bọn em chỉ bán những cái ngày gọi là giáp Tết này thôi Bởi vì nhà em làm thì tiện là em làm luôn và bán luôn này Thì một túi như vậy rơi vào nửa kg em bán với giá là 130 nghìn Cô chú anh chị lấy cả kg là hai túi nhé Với giá là 250 nghìn Và đảm bảo một điều rằng cô chú anh chị Khi mà đã thưởng thức thì chắc chắn là sẽ rất là hài lòng Vì cái hương vị của cái món lạp sườn cũng như là cái cái vị đặc biệt của cái lạp sườn mà à, gia đình nhà em làm ạ. Bên này đây thì em có nấm hương rừng này. Với giá một túi như vậy là nửa kg 140 000 nhé nhá. Và cái à, món miến rong phe đén Miến rong phe đến này là 100 000 cho một túi 1 kg ạ. Nói chung là cái hàng này thì à, em chọn ở cái cơ sở gọi là uy tín nhất. Ngon và sạch nhất cô chú anh chị nhé Bên này thì em có cái măng mầm 1 kg măng mầm như thế này Em bán với giá là 200 nghìn cho 1 kg Và dễ mũ tân với giá 120 Nấm ngọc cầu 150 Và hoàng tinh em bán 200 2, 2. Tiếp sang bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan Bỏ thông em vẫn có đủ size 1, 2, 3, 4 Vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg Rêu rừng 50.000 trong kg Dớn vụn 40.000 trong kg Và duy xanh 50.000 Duy đỏ 60.000 Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ 5.000 trong một cặp Atonic là 10.000 trong một gói lấy mất rồi Và B1 Thái với giá 40.000 trong một lọ B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ cái thuốc đặc trị côn trùng với giá 90.000 trong một lọ Super Thai hóc môn tăng trưởng 50.000 trong một lọ 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ Cát tan đặc trị tối thối nhũn thì với giá là 40.000 cho một túi nhá ừ, 40.000 trong một lọ nhá Hôm nay thì lại không thấy mang ra rồi Kim Kim Bun cũng là dòng đặc trị thối nhũn 25.000 trong một gói Kim Kim Bun này và chi cho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm Một túi như vậy là 100 g với giá là 15.000 ạ à. Và một túi 1 kg với giá 50.000 Một hộp 1 kg với giá là 130.000 Dây buộc lan chiều dài 100 m của dao cắt kèm theo tiện dụng với giá 35.000 cho một cuộn và bên này thì em có sản phẩm phân trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 cho một túi phân trùn quế nguyên chất dòng cao cấp này nhé Đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối phân châu và đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng sản phẩm bán với giá 35 000 nghìn. Đây là một cái sản phẩm em nghĩ là cực kỳ là hoàn hảo bởi vì sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối đa bởi ngoài phân châu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương đấy ạ. Cái thứ hai nó hạn chế nấm bệnh tuyệt vời và thứ ba là thoải mái của chú anh chị bón hay là trộn với cả giá thể nó sẽ cung cấp dinh dưỡng nhưng mà hoàn toàn không có sợ ảnh hưởng đến cây không sợ ảnh hưởng đến đầu dễ như nhiều loại phân bón khác của chú anh chị nhé nên em nghĩ rằng đây là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời luôn nè bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng cao bằng ạ một trăm được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng cao bằng dạng treo dạng lăn và dạng nhỏ giọt một lọ như vậy em bán bốn mươi cái dòng tinh dầu hồi này thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn này làm sạch không khí và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị cái cảm giác thư giãn nan thần tuyệt vời mà giảm đau rất là hiệu quả. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép dừng clip ở đây ạ.